Xin giới thiệu các bạn, hôm nay giới thiệu tiếp với các bạn một phần là bí quyết đầu tư chứng khoán hiệu quả. Thì hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn cái phần phân tích kỹ thuật hay gọi là TA. Đây là cũng đáp ứng nhu cầu một số bạn vừa qua thắc mắc hỏi, nói tôi giới thiệu về cái phân tích cơ bản là dùng AMI Broker như thế nào. Thì để đáp ứng nhu cầu của bạn, hôm nay tôi giới thiệu cơ bản thôi những cái phân tích kỹ thuật là như thế nào và cái TA và cái sử dụng AMI Tracker. Thì các bạn nào có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu thì nó có nhiều cái hay lắm, nhưng mà ở đây tôi giới thiệu các bạn là cơ bản thôi, những cái điểm chính các bạn biết để các bạn xem cơ bản. Thì trước hết nói về về phân tích kỹ thuật hay gọi tắt là TA. Phân tích kỹ thuật có nghĩa là dùng khối lượng và giá trong quá khứ để biểu diễn trên một cái đồ thị và dự đoán cái xu hướng trong tương lai. Có nghĩa là lấy giá của cổ phiếu tăng hay giảm trong quá khứ, trong các phiên vừa qua, 50 phiên, 20 phiên, 30 phiên, 100 phiên vừa qua, và khối lượng diễn biến trong thời gian một số phiên vừa qua, để vẽ nên một cái đồ thị nó gọi là chart. Đó. Và nhìn cái đồ thị đó mà dự đoán cái dòng tiền nó vào ra và cái mức giá cổ phiếu nó tăng giảm theo cái xu hướng nào, để dự đoán cái xu hướng cổ phiếu trong tương lai nó tăng giá hay giảm giá và thanh khoản sẽ cao hay thấp trong tương lai. Đó. Như vậy thì lại sẽ phân tích kỹ thuật hay là TA thì nó là như nào? Thực chất thì nó là nó nói là chuyện là nó lấy chuyện cũ để nói chuyện mới, lấy cái đã diễn ra nhưng mà nó là có thực, nó là có thực. À, khối lượng đã diễn ra, thanh khoản khớp lệnh của cổ phiếu đó, của cả thị trường đó diễn ra là có thực, và giá nó biểu diễn là có thực. À, rồi để dự đoán cái xu hướng trong tương lai. À, thì hàng trăm năm thế giới người ta vẫn làm những cái này, nó nghiên cứu cái này thì người ta cho kết quả rất cũng cũng khá cao, và nó đặc biệt cao với những người đam mê nghiên cứu và chuyên sâu. Phần lớn nghiên cứu cơ bản thì chỉ biết cơ bản, nó cũng rất đơn giản, nhưng mà chuyên sâu thì nó có nhiều cái hay. Và nghiên cứu cho thấy là những người nào đam mê tìm hiểu cái này thì nghiên cứu khoảng trên thế giới thì ta cho rằng khoảng 10.000 giờ thì đạt trình độ là chuyên gia hàng đầu. 10.000 giờ các bạn nghiên cứu, cứ nhìn đồ thị vẽ chart ngày đêm, một ngày tính trung bình một ngày 10 giờ nhìn vào đó vẽ chart và phân tích đó, thì khoảng 3 đến 4 năm các bạn sẽ trở thành một chuyên gia hàng đầu. Và 10.000 giờ nghiên cứu không phải riêng phân tích kỹ thuật mà lĩnh vực gì các bạn nghiên cứu mà đam mê nghiên cứu đủ thời gian liên tục 10.000 giờ thì các bạn cũng phải trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đó. Thì đây để nói cơ bản định nghĩa về về TA hay phân tích kỹ thuật là như vậy. Thì hôm nay để giới thiệu ứng dụng vào một số cái cụ thể cho các bạn. Thì hiện nay phổ biến nhất trong cái TA trên trên thị trường chứng khoán Việt Nam là nhiều người phổ dụng là phần mềm AMI Joker. AMI Joker, Joker là môi giới, AMI là một cái tên riêng nó đặt cho. Thì các bạn muốn tải về cài đặt trên máy tính cũng được. Đó, lên Google gõ AMI Joker ra thì tải phần mềm về download về cài trên máy tính hay cài trên điện thoại. Nhưng mà AMI Joker này nó phải có cái dữ liệu nó mới vẽ đúng. Như vậy thì các bạn vô cà phê ép hay Việt Tóc, một số trang nó có dữ liệu khoảng 4 5 giờ chiều thì nó có dữ liệu của ngày hôm đó. Thì các bạn nào mua dữ liệu, đăng ký mua dữ liệu thì cà phê ép hay một số trang cung cấp dữ liệu Topluck hay gì đó thì nó sẽ có dữ liệu này, các bạn cập nhật nhanh và các bạn vẽ đúng. Còn không thì các bạn dữ liệu miễn phí thì cuối ngày các bạn mới 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 phải nó về upload vô phần mềm, update vô thì có dữ liệu nó mới hiển thị lên lên đúng được chính xác. Đó. Nên tôi sẽ không hướng dẫn các bạn cài đặt cái đó, nhưng mà các bạn sẽ vô trên đây, trên trang cà phê app nó sẽ có một cái công cụ miễn phí cũng xài AMI Broker, và trên cổ phiếu 68, cái trang cổ phiếu 68 các bạn gõ vào cái địa chỉ trang cổ phiếu 68.com. À, trang cà phê app thì gõ vào cổ phiếu thì ở đây tôi hướng dẫn bạn là gõ vào
cái công cụ thì những cái trang web này nó lấy dữ liệu trực tuyến cập nhật liên tục nên các bạn khỏi cần cài đặt mà có dữ liệu là để xài cho cái phần mềm Azure này. Hay thì đây tôi bạn gõ vào cái là cổ phiếu thế giới di động để các bạn trong cái trang cafef.vn, thì đây các bạn nhìn vô cái đồ thị ở đây, nó có cái đồ thị đây là cái chart chart chung của nó, chart chung đơn giản 6 tháng 1 tuần 1 ngày của cổ phiếu thế giới di động MWG 1 tháng, chart của nó là 3 tháng, chart nó là 6 tháng. Thường thường nó để 6 tháng là phổ biến để dễ nhìn, chart này là 1 năm. Thì phía trên hình chart này các bạn nhìn thấy có nó chữ có xem đồ thị kỹ thuật đó, các bạn nhấp vô chỗ xem đồ thị kỹ thuật. Thì nó sẽ nhảy ra đây cái đồ thị. Ở đây tôi đang 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 theo dõi cái đồ thị của cổ phiếu thế giới di động là 3 tháng, 6 tháng. Đây là 6 tháng và đây là 3 tháng, tôi nhìn 3 tháng. Đây là các bạn là 1 tháng các bạn nhìn. Trước nữa là nó là một tuần. Thì 1 tháng và 3 tháng các bạn nhìn cho rõ nhất, tôi sẽ thích xem nó rõ nhất ở mức độ 3 tháng. Thì đây ở dưới này sẽ nó có thêm vẽ thêm các chỉ báo, thì sẽ hướng dẫn các bạn mấy cái chỉ báo ở đây. Thì đây trên đây là cái SMA, đây là một cái đường chỉ báo SMA 20, SMA 50, rồi là SMA 100. Rồi đây là đường đường trung bình cộng trung bình động MACD đó là 12 26. Và đây là cái đường là RSI 14, ở đây tôi sẽ chỉ cho các bạn. Trong cái trên cái đồ thị này các bạn nhìn thấy đây, nhìn lên đưa lên chuột lên là các bạn thấy cái đường màu tím phía trên, để tôi nói từ trên xuống dưới, cái trên đây á là cái hình này là cái gọi là cái nến candle, candle là cái hình cái nến 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 xanh là bữa đó nó tăng giá, nến đỏ là nó giảm giá, còn cái nến ca dài hay thấp là coi như là giảm giá nhiều hơn ít, vậy xanh nến xanh là tăng giá nhiều hơn ít. Đây là cái nến, đây là những chỉ báo cơ bản để các bạn biết ha. Nhìn đây là cái hình, đây là candle, chữ candle bạn nhìn thấy chỗ con chuột đó, candle notice. Thì đây là những cái nến đồ thị đầu tiên, đây là cái nến rồi các bạn thấy không? Chút nữa tôi sẽ giải thích sao nó. Rồi kế tiếp là cái hàng màu màu đỏ, đây là các bạn nhìn thấy cái đỏ, đây là mark mark 20, đó gọi là mark 20. Xuống đây là cái đường màu xanh này á, trên đồ thị là mark 50. Mark 50. Rồi xuống này nữa là cái đường này là màu màu tím này là gọi là mark mark 100. Ở đây các bạn nhìn thấy trên phép nó có dữ liệu mark 100. Rồi xuống đây nữa thì tôi chọn ở đây là cái này, cái cột, những cái cột này là cái cột khối lượng, bữa nào khối lượng cao thì nó cột dài, bữa nào khối lượng thấp thì cột cột thấp. Đây khối lượng đó là cột khối lượng. Rồi ở dưới này là cái đường màu tím tím này các bạn, cái đường này là đường đường mát mát 12. Còn cái đường màu nhạt nhạt màu vàng gạch ở dưới nữa, dưới dưới màu tím này nữa, thì cái đường là Sino 26. Rồi cái đường dưới phía cùng nữa là cái đường là RSI, RSI đây các bạn, RSI RSI này nữa, thì gọi là đường sức mạnh giá của cổ phiếu. Thì thường thường các bạn nhìn thấy những những cái phiên góc đầu lên tăng giá lên thì RSI nó đi lên. Thì đó là những cái cơ bản. Bây giờ tôi sẽ giải thích từ trên xuống cái candle này là cái gì. Các bạn hiện nay là trên phân tích cơ bản rất nhiều người là nhìn theo cái đồ sơ đồ nến này để phân tích mua bán kỹ thuật. Giả sử như ở đây có một cái nến màu xanh và cao gì thì là bữa đó những bữa là tăng giá mà tăng giá hơi mạnh. Thì thường các bạn có thể là thích mua những cái, sau khi những phiên gọi là rất mạnh tăng mạnh cái này, nhảy vọt cái này thì các bạn tăng. Ở đây là những cái nến ha. Những cái nến tăng mạnh, đây là những cái nến tăng mạnh. Nhưng mà đây là cái nến màu đỏ đây của cổ phiếu là thế giới di động, thì nó diễn ra ngày hôm qua là ngày 20 tháng 10. Cái nến này màu đỏ và nó dài quá, nhưng nghĩa là giảm quá sâu trong một phiên ngày ngày hôm qua, đúng là cổ phiếu thế giới di động. Như vậy thì xuống đây nữa, khối lượng giảm sâu mà kết khối lượng lớn thì không có một chuyên gia phân tích kỹ thuật nào mà dám giữ cổ phiếu lúc này, bắt buộc họ phải bán ra.
Có nghĩa là sáng thứ